nói dối. Nhưng mà những gì không? Sao vậy? Vẫn chưa thấy dấu vết gì. Bây giờ anh tiếp tục chia ra tìm kiếm xung quanh. Ok, ok luôn. Ngoài việc xác định tử thi bị thiêu cháy là nữ, chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì thêm. Còn cô thì sao? Bên tôi cũng không có gì khá hơn. Tôi chỉ có thể cho anh biết nạn nhân cao tầm 1m55, độ tuổi từ 18 đến 20. Nạn nhân được xác định là chết cách đây khoảng 2 ngày. Nạn nhân còn quá trẻ. Còn nữa, tôi không phát hiện thêm bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể của nạn nhân, ngoại trừ một vết nứt dài trên vùng xương sọ. Khi giải phẫu, dùng cổ họng và phổi của nạn nhân rất sạch, không có khói, nên chắc chắn là nạn nhân đã chết trước khi bị đốt. Thôi được rồi, cô làm tiếp đi. Vậy còn chiếc can tại hiện trường thì sao? Cô có thu thập được manh mối gì không? Can nhựa dùng để chứa xăng, rất có thể là hung thủ đã dùng nó để gây án. Vậy còn dấu vân tay trên đó thì sao? Bên tôi cần thêm thời gian để làm công việc này. Có nhưng không thể không làm. Cứ hãy cố gắng. Tôi hiểu rồi. Dạ, chào anh. Tình hình sao rồi? Dạ thưa anh, theo thông tin dò hỏi những người dân xung quanh thì không có vụ báo mất tích nào xảy ra trong thời gian gần đây hết. Vì vậy tung tích của nạn nhân vẫn chưa được xác minh. Như vậy rất có thể nạn nhân không phải là người địa phương. Vậy bây giờ mình phải làm gì tiếp theo anh?
cậu qua phòng pháp y lấy thông tin nhân dạng ban đầu của tử thi, nhớ là ghi rõ đặc điểm chỉ nhân dạng như là dấu răng, ngón tay. Chúng ta sẽ đưa lên báo, tôi nghĩ là sẽ sớm có kết quả thôi. Dạ, em sẽ làm ngay, chào sếp. Giờ này chưa về không biết nữa. Không lẽ là nó? Chị mất liên lạc với nạn nhân lâu chưa? Dạ 3 ngày trước mà nó có nói với em là nó về Tiền Giang chơi, nhưng rồi không thấy nó về, gọi điện thoại cũng không có liên lạc được. Vậy chị có chắc là cái xác mình vừa nhìn thấy trong phòng xác là bạn của chị chứ? Dạ tôi cũng không có chắc lắm, nhưng linh cảm cho tôi biết đó là Hòa. Thôi được rồi, chúng tôi cần phải thu thập thêm mẫu tóc để giám định ADN, từ đó mới có kết quả chính xác được. Phiền chị đưa tôi về phòng trọ của chị nha. Dạ được, tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Trước khi rời khỏi nhà, Hòa có biểu hiện gì lạ không? Hình như không. Cái gì? Đấy, gì vậy? Vậy đi. Thế tao này thì sao? Đẹp. Được không? Mới sáng nay đâu đẹp mày? Hẹn hò. Trai đúng không? Mà dạo này tao thấy mày khác lắm mà nha. Thế tao đẹp hơn hả? Thôi, tao đi nha. Bye bye. Đi chơi vui vẻ nha. Ừ. Nhớ gọi điện thoại cho tao á. Ừ. Chị sống chung với nạn nhân lâu chưa? Và các mối quan hệ của nạn nhân chị biết rõ chứ? Dạ, từ lúc Hòa nó làm công nhân ở đây á, thì nó ở chung với em rồi. Và vì tôn trọng quyền cá nhân á, cho nên là em cũng không có rành về cái mối quan hệ của Hòa. Nhưng mà em có biết là nó hay nghe chương trình kết bạn trên radio, và có một người bạn tên Huy thường xuyên đến chợ đi chơi. Hình như là dạo gần này Hòa nó có liên lạc với một người nữa, tên Tâm thì phải, nó cũng chưa đến đây lần nào. Cảm ơn chị đã cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ sớm gọi lại khi cần. Chào chị. Cậu khẩn trương xác minh thông tin về người có tên là Trương Minh Quy. Dựa theo lời khai của chị Dung, Quy là người thường xuyên tiếp xúc nhất với nạn nhân. Đó. Còn nữa, cậu cử mũi trinh sát khác điều tra thông tin về đối tượng có tên là Trần Văn Tâm. Đối tượng này có quan hệ như thế nào với nạn nhân ạ? Theo thông tin mà tôi có được từ việc phân tích dữ liệu điện thoại của chị Hòa, thì Tâm là người thường xuyên nhắn tin qua lại với chị này. Nhưng mà hơn 1 tháng nay, việc liên lạc giữa hai người bị gián đoạn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay. Chào anh. Alo. Tối nay đá kèo trên cho tao 5 triệu. Tao còn ở đây rất là nhiều tiền. Mày yên tâm đi, một lát nữa tao sẽ đem tiền tới cho tụi mày. Như vậy được chưa? Rồi rồi.
chiếc ly và chai nhựa này đều có chứa hai dấu vân tay của hai đối tượng tình nghi trong vụ án mà chúng ta đang thụ lý. Tôi có linh cảm một trong hai dấu vân tay này có sự trùng khớp với dấu vân tay trên chiếc canh nhựa. Chỉ còn vài bước nhỏ nữa là tôi có thể lấy được dấu vân tay trên canh nhựa. Sau khi có kết quả, tôi sẽ đem so sánh ngay. Cô làm tiếp đi. Chào cô. Cho ly cà phê bà chủ ơi. Trận banh vừa rồi đúng là hên thiệt. Dính vào con Hòa, dính vào cái xui vậy. Vừa thoát ra được cái thì rồi mình hương liền. Chào anh Trương Minh Quy. Tôi thuộc tổ điều tra công an tỉnh Long An. Dạ, có gì không anh? Tôi muốn hỏi anh vài câu hỏi. Dạ. Có phải anh là người quen biết với chị Hòa? Dạ đúng rồi. Mà sao cán bộ lại hỏi vậy? Em chưa có vợ, Hòa nó cũng chưa có chồng, nên quen biết nhau có gì chị gì sai hả cán bộ? Vậy anh có biết chuyện chị Hòa bị sát hại chứ? Cái gì? Hòa bị sát hại? Ai sát hại vậy cán bộ? Vào ngày 25 tháng 1 anh đã làm gì và ở đâu? Dạ... Alo. Ờ, tao biết rồi. Chiều nay tao kiếm tiền trả cho. Thiếu mày có 5 triệu nhiêu mà làm gì dữ vậy? Ờ, tao biết rồi. Hôm đó tôi vừa đến thì Hòa nó cũng vừa đi, nên tôi cũng chưa mượn tiền được của cổ nữa. Vậy từ đâu mà anh có số tiền lớn như vậy để mà trả nợ và cá độ? Dạ em bán chiếc xe. Với lời khai của Quy, tại sao chúng ta không bắt ngay Tâm? Chưa đủ chứng cứ. Còn ác chủ bài thì chúng ta vẫn chưa nắm được. Nếu manh động sẽ bứt dây rồng rừng. Con ác chủ bài? Ý anh nói là dấu vân tay trên chiếc canh nhựa sao?
25 tháng 1. Tôi xuống An Giang thăm một người bạn. Chứ không phải trước khi xuống An Giang, anh có ghé qua phòng trọ của chị Hòa rồi chở chị này đi như lời hẹn trong tin nhắn hay sao? Anh có bằng chứng gì không? Đừng có vu khống tôi như vậy. Tôi đã cho anh một cơ hội thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nhưng chính anh đã khước từ điều đó. Được, anh muốn chứng cứ, tôi sẽ cho anh chứng cứ. Đây là chiếc can được tìm thấy tại hiện trường nơi chị Hòa bị thiêu đốt. Và trên chiếc can này có dấu vân tay của anh. Với bằng chứng này, có đủ để tố cáo anh chính là kẻ sát hại chị Hòa chưa? Hay có cần tôi phải mời thêm nhân chứng là anh Trương Minh Quy để khẳng định rằng chính anh là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân trong 25 tháng 1? Ủa, sao anh không cho em liên lạc bằng số điện thoại anh đang dùng? Cả tháng nay bắt em liên lạc bằng số khuyến mãi hoài à. Anh nói em nghe, em mà gọi qua số điện thoại kia là con vợ nó nghi ngờ liền. À, em hiểu rồi. À anh, hay là cuối tuần này mình đi Tiền Giang chơi đi. Em ở nhà một mình buồn quá à. Đi Tiền Giang hả? Ừ. Anh sợ hôm đó anh bận. Bận, anh lúc nào cũng bận hết á. Anh coi tôi là cái gì? Chích vui chơi qua đường thôi đúng không? Thôi được, tôi sẽ đi nói cho vợ anh biết chuyện chúng ta có tình cảm với nhau. Kỳ em. Bỏ ra. Thôi mà, anh nói bận chứ cũng nói không đi chơi được với em đâu. Phải không đó? Phải. Thiệt đó nha. Thiệt, cuối tuần đúng không? Nhóm tôi và Hòa quen nhau qua chương trình kết bạn trên radio. Ban đầu chỉ là vui chơi qua đường. Không ngờ Hòa ngày càng muốn tôi quan tâm đến cô ấy hơn, lại còn hù dọa sẽ nói chuyện này cho vợ tôi biết, nên tôi đã nảy sinh ý định giết hại cô ấy. Nhớ đó nha. Ừ, cuối tuần đúng không? Ừ. Được rồi. Có chuyện vậy em? Sao em thấy ở đây nó vắng vẻ quá vậy? Thôi trời nóng quá, đường nó còn xa. Mình vô trong kia nghỉ tí đi. Trời ơi, đi từ nhà xuống có Tiền Giang hả? Mà anh cứ đòi nghỉ hoài. Em hẹn với tụi bạn rồi, xuống trễ tụi nó la đó. La thì kệ tụi nó, mình đi từ từ cho an toàn mà. Thôi đi. Ủa, mà anh mang theo căn xăng làm gì vậy? À, anh mua phòng hơ, sợ đi nước đường hết xăng còn có cái mà xài. Vậy hả? À. Ừ. À, thôi mình vô kia nghỉ tí đi. Hả? Anh khát khô có họng rồi nè. Ừ. Đó. Nha. Sao vậy anh? Chuyện chúng mình á, chấm dứt tại đây đi. Chứ kéo dài thế này anh mệt mỏi quá rồi. Anh hay quá hả? Anh ăn cho đã rồi bây giờ anh đá tôi hả? Anh xin lỗi. Anh còn có vợ, có con. Nếu em không yêu được anh á thì em có thể yêu người khác mà. Chứ dính líu anh thế này á chỉ làm khổ cho em thôi. Tôi không cần biết. Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim của mình. Bây giờ anh bỏ tôi á hả? Được, tôi sẽ đi nói cho vợ anh biết. Dạ, đi đâu á? Tôi đi nói cho vợ anh biết. Bỏ tôi ra. Muốn gì hả? Hả? Mày nói gì hả? Mày định nói em hả? Mày định nói gì? Buông tôi ra. Xuống dưới mày nói. Bỏ tôi ra. Thôi.
chết rồi phải không? Cho mày chết luôn. Còn muốn nói xuống âm phủ mà nói với vợ tao. Mày đừng có trách tao. Có trách do mày xui.